để từng bước nâng cao đời sống người dân vùng căn cứ cách mạng. Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã xây dựng nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đặc thù dành cho 4 làng đồn gồm Pông, Kinh Bình, Chớ và Hết. Nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới cho đồng bào dân tộc thiểu số và đề án phát triển kinh tế xã hội 4 làng đồn của huyện Phú Thiện giai đoạn 2016-2020. Chính quyền địa phương đã quy hoạch bố trí lại dân cư gắn với phát triển kinh tế vườn và chăn nuôi phù hợp điều kiện thực tế cũng như đặc thù riêng của mỗi làng đồn. Diện mạo nông thôn của 4 làng dần dần ổn định và đổi mới qua từng năm. Trước đây tôi cũng có tham gia cách mạng ở trong rừng, cực kỳ gian khổ, khó khăn nè, máy bay nè, địch càn quét nè, đói rách nè. Đến bây giờ là nhà nước xây dựng nông thôn mới, tôi thấy là có trường nè, có đường nè, có điện nè, so với ngày xưa cũng biết gấp mấy lần nè. Sung sướng á, gọi là sung sướng á. Tôi thấy là phát triển rất nhanh, còn đời sống của bà con cũng ổn. Song song với đầu tư các công trình phục vụ dân sinh, chính quyền địa phương đã quy hoạch khu dân cư, vùng sản xuất tập trung, chuyển đổi trồng trọt, cây giống mới và vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, hình thành cánh đồng mía lớn rộng 87 hectare, mô hình sản xuất lúa 20 hectare, mô hình trồng điều ghép diện tích 8,6 hectare, mô hình trồng mì 2 hectare, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp bà con áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Trước thì bà con thì đi làm ấy là còn làm phong tục, còn đi làm ở trên rây, trên núi. Còn hiện tại thì bây giờ bà con cũng đỡ rồi, có nước trong lúa nước và có thể là trong cây ăn quả để phát triển kinh tế. Bà con đây chủ yếu là điền thắp sáng cho nhà, thứ hai là để mình chẳng hạn mình nấu cơm đun sôi gì đấy, tivi. Rồi thứ ba là mình để lấy nước để là mình bơm cho cây trồng. Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với vùng đất, thu nhập của bà con dần dần được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Sau khi giải phóng trở về đây thì bà con nhân dân cũng luôn luôn đoàn kết, gắn bó xây dựng thôn làng ngày càng phát triển. Trong thời gian tới thì Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc tập trung cho bà con nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình bằng việc chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi. Trong đó vật nuôi là tập trung các cái giống dê, giống bò, heo. Và đối với cây trồng thì chuyển đổi từ cái việc mà canh tác trồng mì theo cái phương pháp thủ công lạc hậu thì bây giờ chuyển sang trồng lúa nước hai vụ, trồng mía, trồng cây ăn quả để nâng cao thu nhập trên cái đầu diện tích của bà con. Bên cạnh đó thì Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hệ thống chính trị từ xã đến thôn tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân thực hiện các cái tiêu chí mà chưa đạt, cố gắng làm sao trong những năm tới và đặc biệt là đến năm 2025 thì xã sẽ về đích nông thôn mới. Những căn nhà kiên cố, đường xá đi lại thuận tiện, nhiều cánh đồng xanh tốt là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của tỉnh và chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế cho vùng căn cứ cách mạng. Tuy vẫn còn những khó khăn nhất định, người dân bốn làng đồn ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện với một lòng kiên trung theo Đảng, theo Bác, quyết tâm chung tay xây dựng thôn làng ấm no và ngày càng phát triển.